Bộ đếm giây của đèn giao thông là thứ mà giúp cho người lái dễ dàng ước tính xem mình có đủ thời gian để chạy qua ngã tư hay không. Và ở Mỹ thì hầu như tất cả các trụ đèn giao thông đều không có bộ đếm giây này. Lúc mới chạy xe ở đây thì mình cảm thấy hơi khó chịu một chút, vì khi mà gần tới đèn thì mình không biết là có nên giảm tốc độ hay không, sợ là đèn đang xanh nhưng mà gần tới nơi thì nó chuyển sang vàng rồi chuyển sang đỏ rồi mình lại phải thắng gấp. Thế nhưng mà bạn mình nói rằng là nếu mà đèn còn xanh thì cứ chạy thoải mái đi, đèn sẽ biết là có người đang tới và không có chuyện nó tự động chuyển trạng thái đâu mà lo. Và đúng là như vậy thật. Sau khi mình tìm hiểu thì mình mới biết rằng có một công nghệ mặc dù đơn giản nhưng mà vô cùng hiệu quả được lắp đặt ở bên dưới mặt đường. Nhờ vào công nghệ này thì các đèn tín hiệu biết được khi nào có xe chạy tới hoặc là khi nào có xe đang dừng đèn đỏ. Từ đó hệ thống sẽ điều chỉnh trạng thái một cách phù hợp nhất. Công nghệ này được gọi là Inductive Loop Detector. Nghe tiếng Anh thì kêu thôi nhưng mà có thể dịch nôm na đó là vòng cảm ứng. Nếu mà đi trên đường thì anh em có thể dễ dàng thấy được cái vòng cảm ứng này khi mà đậu ở gần ngã tư. Và nguyên lý hoạt động của cái vòng này thì cực kỳ đơn giản luôn. Nó dựa vào hiện tượng mà chúng ta đã học ở phổ thông rồi, đó là hiện tượng cảm ứng điện từ. Các cuộn dây được lắp đặt vào các rãnh sâu khoảng 10-15cm ở bên dưới mặt đường. Sau đó các rãnh này được đổ bê tông hoặc là xi măng lên để cố định nó lại. Và các vòng dây này được nối ra một cái hệ thống điều khiển trung tâm ở bên ngoài, chung với cái bộ xử lý đèn tín hiệu á. Cái hệ thống này mặc dù đơn giản nhưng mà hoạt động cực kỳ đáng tin cậy, chính xác và rất là bền bỉ. Thường thì chúng có thể hoạt động tốt trong liên tục 15-20 năm. Và ngoài ra thì chi phí lắp đặt và vận hành của công nghệ này cũng tương đối thấp hơn so với lại các hệ thống cảm biến khác. Khi mà không có xe thì các vòng này luôn luôn phát ra một cái từ trường ổn định. Và từ trường này sẽ bị thay đổi nếu mà có xe, tức là kim loại xuất hiện ở bên trên. Sự thay đổi từ trường này tạo ra một cái dòng điện cảm ứng ở bên trong cuộn dây, và khi bộ điều khiển đèn phát hiện được cái dòng điện này thì nó sẽ hiểu rằng có xe đang chờ hoặc là có xe đang chạy ngang qua. Lấy ví dụ ha, nếu mà phần đường mình đang chạy là đèn xanh và mình đang chạy tới gần giao lộ thì vòng sẽ nhận biết được hướng đi của mình vẫn đang có lưu thông, nó sẽ tiếp tục duy trì trạng thái đèn xanh cho tới khi luồng giao thông được giảm đi hoặc là biến mất. Trong trường hợp ở cái phần đường giao nhau, tức là cái phần đường còn lại, cái phần mà vuông góc á, cái vòng bên đó mà không nhận diện được là có xe đang chờ thì bộ điều khiển cũng sẽ tiếp tục duy trì cái đèn xanh ở phía bên mình đang chạy. Nhưng mà nếu cái vòng bên đó nhận diện được là có xe đang đậu đèn đỏ đang chờ thì nó sẽ đợi đến khi mà mình chạy qua khỏi cái ngã tư rồi thì nó sẽ bắt đầu mở xanh cho đèn kia di chuyển lên. Có nghĩa là nó sẽ luôn luôn tùy thuộc vào cái điều kiện giao thông của cái ngã tư đó, chứ nó không phải là một cái bộ đếm giây cố định ha. Bằng cái công nghệ này thì hầu như mình không còn phải quan tâm tới cái việc có cần phải chuẩn bị dừng khi mà tới ngã tư nữa hay không, trừ khi là mình thấy đèn vàng thôi. Còn nếu mà cách tầm khoảng 100m trước khi tới ngã tư mà mình thấy đèn vẫn còn xanh thì mình vẫn cứ yên tâm giữ ga, đèn sẽ không bao giờ đỏ đột ngột, cho nên là mình sẽ không bao giờ sợ cái trường hợp mà phải thắng gấp làm cho xe bị tông đít. Còn anh em nghĩ sao về công nghệ đơn giản nhưng mà rất là hay ho này, comment bên dưới nha.